Cũng trong sáng nay, quận Ngũ Hành Sơn long trọng tổ chức lễ giao nhận quân tiễn 106 thanh niên ưu tú của quận nhà lên đường nhập ngũ. Theo chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân thành phố giao, trong đợt này quận Ngũ Hành Sơn có 106 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 81 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 25 thanh niên tham gia vào lực lượng công an nhân dân. Để giao quân đạt chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, quận Ngũ Hành Sơn đã triển khai các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, khoa học, dân chủ, công khai, tuyển người nào chắc người đó. Quá trình khám tuyển, các thanh niên đều chấp hành tốt lệnh khám, tư tưởng ổn định, xác định tốt nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì địa phương cũng đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho tất cả thanh niên trúng tuyển trước khi nhập ngũ. Thực hiện theo hướng dẫn số 248 về cái việc tổ chức giao nhận quân, thì chúng tôi đã quán triệt và triển khai hiệp đồng với địa phương để thâm nhập hồ sơ rồi chốt hồ sơ. Thì năm nay thì về cái chất lượng của quân nhân á, thì về chất lượng chính trị rồi sức khỏe thì cơ bản là bảo đảm được. Riêng về COVID-19 thì năm nay là trong 35 quân nhân á, thì chúng tôi đã kiểm tra và hiện nay là có 32 đồng chí là bảo đảm âm tính trước khi nhận quân hôm nay. Và có 3 quân nhân hiện nay là dương tính thì thực hiện theo hướng dẫn của trên là vẫn để lại ở địa phương. Thì sau 14 ngày thì sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn số 248. Hội đồng quân sự của quận sẽ có cái hiệp đồng và sẽ bàn giao khi mà điều trị xong 3 trường hợp này. Ngoài Lữ đoàn Công binh 83 thì trong đợt này, các đơn vị nhận quân tại quận Ngũ Hành Sơn còn có Sư đoàn 372, Bộ Tham mưu Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng thành phố, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố Đà Nẵng.